Chào buổi sáng A Điềm. Anh dậy từ lúc mấy giờ vậy? 5 giờ. 5 giờ hả? Anh không buồn ngủ sao? Sáng sớm, dương khí mạnh mẽ, ngồi thiền có thể loại bỏ được tạp niệm, đạt tới cảnh giới tịnh tâm. Nói tiếng người giùm đi. Anh quen dậy lúc 5 giờ sáng để làm việc rồi, không điều chỉnh được đồng hồ sinh học. 5 giờ hả? Xem ra không phải ai cũng có thể là tổng giám đốc được. A Điềm, lại đây ngồi thiền cùng với anh đi. Em phải đi nấu cơm, nếu không thì chúng ta sẽ cạp đất mà ăn hả? Đang mở cửa, mở một cửa hàng ấm áp, gặp những người ấm áp. Hy Lai, anh ngoan, ở đây uống trà một mình nha. Đợi em làm xong việc sẽ tới tìm anh. Đời người ngắn ngủi mấy bận xuân thu, lắm tiền nhiều của lắm ưu sầu. Quý khách, anh có vấn đề gì? Tôi đang phiền não đây nè. Khi nào tôi mới có được cuộc sống của người giàu có vậy? Dựa vào kinh nghiệm của người giàu có như tôi nói cho anh biết, tiền không phải là vạn năng. Có tiền không có nghĩa là có tất cả. Tôi tin anh mới là lạ, sao có thể được chứ? Anh làm công việc gì? Tôi hả? Tạm thời thì không có công việc, nhưng mà tôi tin là con người quan trọng không phải là làm nghề gì, mà là gặp được cơ duyên gì kìa. Vậy thì anh có biết chú dịch xấu xí có cơ duyên biến thành thiên nga trắng, cha mẹ của nó vốn dĩ đã là thiên nga hay không? Sao anh lại như vậy được chứ? Không có chút ý chí tiến thủ gì hết á. Anh đã nói gì với khách vậy? Sao đi hết rồi? Chỉnh đốn tam quan của họ, phá vỡ ảo tưởng không thiết thực của những người kém cỏi đối với cuộc sống. Bạn trai cô nói chuyện khó chịu quá, tôi không muốn nói nữa. Liễu Hy Lai, ba. Ủa, Tiện Tiện, không phải là con hẹn đi xem phim với Hy Chiếu sao? Sao con về sớm vậy? Anh Hy Lai đi vắng, Chiếu Chiếu chưa tiếp quản chuyện của công ty, phải lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, cho nên con đi về trước. Nói như vậy, Liễu Hy Lai thật sự đã buông tay giao hết mọi việc qua cho Hy Chiếu rồi sao? Chuyện này thì con không biết, bà có gì con lên phòng trước đây. Tiện Tiện à, sau này con phải thấu hiểu và quan tâm tới Hy Chiếu nhiều hơn, thân thiết với Hy Chiếu nhiều hơn, nhớ chưa? Ngoan nha, để em tính sổ sách xong sẽ nấu canh ngon cho anh ăn. Không cần gấp, anh thích cảm giác lãng phí thời gian như vậy nè. Kỳ lạ quá, sao lại thiếu 150 tệ vậy ta? Lẽ nào em tính nhầm rồi? Khách hôm nay nói chuyện với anh xong bỏ đi đã trả tiền chưa vậy? Có lẽ chắc là trả rồi. Không đúng. A Điềm. Gì vậy? Đồ đáng ghét, đừng chơi trò đánh lén nữa, em đang tính tiền mà. Không kìm lòng được đó. Hả? Sao tiền lại nằm ở đây vậy? Hả? Còn thừa ra nữa. Ây da, người ở thị trấn này hào phóng thật đó. Nói chuyện với anh vui quá, còn cho anh tiền tiếp nữa. Trợ lý đường. Là trợ lý đường. A Điềm à, anh đi nghe điện thoại chút nha. Như anh dự đoán, cổ đông Giang đang liên lạc với các cổ đông khác để lôi kéo bỏ phiếu giúp Phó Tổng Liễu cho buổi bầu chọn CEO nhiệm kỳ tới vào tuần sau. Ông ta muốn để Phó Tổng Liễu làm CEO, sau đó sẽ kiểm soát cậu ấy từ phía sau. Bao năm nay Giang Chí Tài không ngừng dở mánh khóe, nhưng mà lần này ông ấy động đến giới hạn của tôi rồi. Chiêu lấy lùi làm tiếng, dù đáng ra khỏi hàng của anh thực sự rất cao minh đó. Trong chừng công ty giúp tôi, đợi tôi trở về. Chú Giang, con chỉ là tổng giám đốc tạm thời thôi. Hai tuần nữa hội đồng quản trị sẽ bầu lại CEO rồi. Nè Hy Chiếu à,
Tại sao con không nắm bắt cơ hội thừa cơ xông lên chứ? Chú Giang nói giỡn hả? Tuổi nghề con quá trẻ, hơn nữa cũng không đủ kinh nghiệm, e là khó gánh vác trọng trách rồi. Con đừng tự xem thường mình. Nhớ năm xưa, lúc Hy Lai tiếp quản công ty cũng cỡ tuổi con như bây giờ. Huống hồ, có chú Giang giúp con phải có lòng tin. Chú Giang, cảm ơn chú, chịu giúp đỡ con. Khách sáo rồi. Về công, còn quyết đoán, dám nghĩ. Về tư, chú tin mắt nhìn người của Tiện Tiện. Chú Giang, chú yên tâm đi. Dù chỉ là vì Tiện Tiện, con cũng sẽ cố gắng một phen. Được. Ngon lắm. Có thể tham gia cuộc thi nghệ thuật pha trà rồi đó. Đời người như trà, bình thản ứng phó. Trình độ pha trà có thể thể hiện cảnh giới của con người. Mấy ngày về đây, chỉ số tùy duyên của anh không giảm mà lại tăng. Nếu cứ tiếp tục hòa giải nữa, có phải người với trời sẽ hòa làm một luôn không vậy? Đổi quyển khác đi. Đây là những quyển tiểu thuyết em đọc từ hồi cấp 3. Anh chọn một quyển đi. Cuốn đó anh đọc rồi. Anh lại đọc tiểu thuyết Mary Sue mà em đọc từ thời còn thiếu nữ luôn rồi. Trước đây khi chúng ta lệch tần số, trợ lý Đường đã mua cho anh làm tài liệu tham khảo. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa đọc xong. Quyển đó đi. Tổng giám đốc đọc tiểu thuyết Mary Sue, cảm thấy như đang phá vỡ rào cản không gian vậy. Tránh ra chút đi. A Điềm à, em dữ quá. Em dữ hồi nào chứ? Tình yêu em dành cho anh nồng nàn dữ dội. Anh nói năng đàng hoàng đi. A Điềm à, em biết em đã phạm lỗi gì hay không? Hả? Lỗi gì chứ? Em quá đẹp khiến anh không biết phải làm sao. Mấy lời tình tứ thời thiếu nữ này sao mà sến sẩm quá vậy? Thôi đừng đọc nữa. Anh mà còn đọc nữa, đã bệnh tật rồi, tùy duyên lại còn sến nữa. Đọc mấy cái này đi, truyền cảm hứng lắm. Lý luận thiên tài 10.000 tiếng. A Điềm, anh đã là thiên tài rồi, anh vẫn cảm thấy truyền sếp tổng độc đoán hợp với anh hơn. Không phải anh đã là sếp tổng độc đoán hết thời sao? Cuộc họp hội đồng quản trị vẫn chưa có tới. Nếu chính xác á, anh vẫn còn hạn sử dụng. Được, vậy thì dùng một câu chứng minh anh vẫn còn là sếp tổng độc đoán đi. Anh không cần em cảm thấy, anh cần anh cảm thấy. Em phục rồi. Ban ngày ban mặt lại ngủ ở đây, cũng không biết khi nào bác sĩ Lý mới tới được nữa. Alo, bác sĩ Lý, cuối tuần này anh có thời gian đến đây một chuyến không? Vận động có thể sản sinh ra dopamine, khiến con người hưng phấn hơn hả? Được, cuối tuần gặp. Vận động. Hy Lai, dậy đi. Em muốn làm một hoạt động kích thích với anh. Bây giờ sao? Mong chờ quá. Hoạt động kích thích
Mà lúc nãy em vừa nói danh chính là nhảy quảng trường hay sao hả? Có kích thích không? Anh cảm nhận được kích thích một cách sâu sắc. Được rồi, ngoan đi. Anh tập thể dục đi, em xong việc ở tiệm sẽ qua đón anh. Cố lên, sinh mệnh là dẫn động. Hít vào, thở ra, cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng, như một đám mây trên bầu trời. Hết thở ra. Không phải là nhảy quảng trường sao? Sao tự nhiên lại thay đổi phong cách vậy chứ? Nè, anh thay đổi khí chất của cả đoàn người. Bằng sức lực một mình như thế nào vậy? Đây chính là sức hút nhân cách của anh. Anh đã thành công vào được nhóm giải hoàng hôn của các cô bác, thăng lên làm người điều hành giải trí cho họ. Hít vào, thở ra. A Điềm à? Hít vào. Cậu đang ở đâu vậy hả? Thở ra, giữ cho cơ thể thăng bằng. Quả nhiên là sếp liệu của chúng ta, đi tới đâu cũng khác người hết trơn á. Sao vậy, có chuyện gì hả? À phải rồi, Lý Hoài nói là sẽ định về quê thăm sếp liệu đó. Mình định đi ké gì thăm cậu luôn. Cậu có chắc là đi nhờ xe để về thăm tới chứ? Hả, cái đồ vô lương tâm này, mình nhớ cậu như vậy, cậu còn chọc ghẹo mình nữa hả? Được rồi, để sau mới nói đi. Hít vào. Mình phục rồi. Nửa thân dưới phải vững. Bây giờ anh là CEO tạm thời của tập đoàn Thiên Thánh. Sau này em thích gì anh đều tặng em hết đó. Chiếu chiếu, người em thích không phải là tổng giám đốc Liễu Hy Chiếu một tập đoàn Thiên Thánh, mà là Chiếu Chiếu ngày nào cũng quấn quýt bên em. Em vui thì cùng vui với em, em không vui thì dỗ dành làm cho em vui lên. Nhưng mà nếu Liễu Hy Chiếu như vậy có phải là không có triển vọng không? Đương nhiên là không phải rồi. Người đầu óc chỉ biết yêu đương như em, em hy vọng ngày nào hai chúng ta cũng ngọt ngào ở bên nhau. Cho nên dù anh có phải là tổng giám đốc hay không, em đều không bận tâm. Tiền Tiền à, sao em tốt quá vậy? Anh hứa với em, đợi anh bận xong đợt này thì nhất định những ngày về sau anh luôn ở bên cạnh em, gió cấp 10 cũng không thổi bay được. Thiệt không đó? Ừ. Ngoéo tay. Ngoéo tay. Chúng ta cùng nhau xem phim đi. Không hay. Vậy chúng ta cùng đi tản bộ ha. Trễ quá rồi, không có hứng thú. Vậy có trò chơi này chắc chắn anh sẽ hứng thú. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò ba lá mà anh thích nhất. Nếu ai thua, người đó sẽ bị bún vào trán. Chơi bài ba lá với anh hả? A Điềm, em thảm rồi. Các vị khán giả, sảnh đông chất. A Điềm, em thua rồi. Sao mà nỡ búng trán qua A Điềm được chứ? Mở bài đi. Ván này em thắng rồi. Dám chơi dám chịu nha.
Được, nhẫn sứ trừng phạt tình yêu từ bạn gái. Vậy em không khách sáo đâu đó. Em em thắng. Ây da. Nè, nè, nè. Ây da. Ui dồi. Ây da. Ây da. Ui da. Mở bài đi, mau lên. Yeah, em thắng nữa rồi. A Đi mà, xin thủ hạ lưu tình, đổi nơi khác đi được không? Cho anh một hình phạt nho nhỏ đó. Adima, là em thả tính anh trước, em phải chịu trách nhiệm đó. Anh cảm thấy chúng ta cần phải làm vài chuyện kích thích hơn nữa. Anh bỏ em xuống đi. Theo phản ánh của khách hàng, rất nhiều người sau khi tiếp xúc với sản phẩm đồ chơi mới thì có triệu chứng dị ứng. Bên sản xuất không phải là nhà cung ứng mà chúng ta hợp tác lâu nay sao? Sao lại xuất hiện những vấn đề như vậy? Tôi đã cử người đi điều tra, xem trong quá trình có gì sai sót không. Được rồi, nhiệm vụ cấp bách của tôi bây giờ là báo cho phòng PR đưa ra thông báo chính thức tạm dừng bán sản phẩm ra ngoài, thu hồi sản phẩm có vấn đề, không được để chuyện này tiếp tục diễn ra nữa. Phó Tổng Liễu à, cậu làm vậy là có trách nhiệm, nhưng sẽ gây ảnh hưởng đến danh dự của series đồ chơi nghệ thuật thú cưng. Cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó. Tôi biết rồi. Tôi sắp xếp chức vụ cho cậu, nhưng cậu thì hay rồi, lại gây rắc rối cho tôi. Sếp Trần à, tôi chỉ chọn vật liệu có chi phí thấp hơn thôi, không ngờ là như vậy, tôi xin lỗi. Chi phí thấp sao? Tôi thấy cậu hám tiền nên dùng hàng kém chất lượng, dùng vật liệu kém chất lượng để kiếm lợi có đúng không? Tôi không có đâu sếp Văn à, tôi chỉ là cảm thấy mảng đồ chơi nghệ thuật do Liễu Hy Lai phụ trách, nếu xảy ra vấn đề gì cũng là rắc rối của anh ta, chứ đâu thể nào liên quan tới sếp Văn được chứ. Cậu nói đúng rồi, nhà cung ứng này là do cậu ta chọn, cho dù xảy ra vấn đề gì thì cũng là do Liễu Hy Lai làm việc tắc trách. Vậy sếp Dân, chuyện này cậu kín miệng kín mồm giùm tôi đi, nếu để tra ra cậu thì không ai bảo vệ cho cậu đâu. Dạ sếp Dân. Ra ngoài. Em xin lỗi, em dùng lực hơi mạnh quá hả? Trời. À.
Xin lỗi nha, chuyển động quán tính. Em cũng là theo quán tính thôi. Trời ơi, không dám nhìn nữa, không dám nhìn nữa. Coi chừng nóng đó. Giết tôi luôn đi mà. Tôi chịu hết nổi rồi đó. Đã giao hẹn cùng độc thân với nhau mà cậu lại có bạn trai trước rồi. Cô Thiện à, độc thân thì có gì đâu hay. Cùng với người mà mình yêu, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau sưởi nắng, cùng nhau ngắm trăng, cùng đi ngủ. Không vui sao? Cùng nhau thức dậy cùng hả? Cùng nhau đi ngủ hả? Tiến triển vậy cũng nhanh quá ha. Xem ra thì điều trị tâm lý của tôi cũng không quá cần thiết rồi. Vậy chúng ta đi. Lý Trách à, khi nào cậu theo đuổi được cô Rose thì chúng ta có thể cùng đi du lịch bốn người rồi. Anh đừng nói bậy mà. Vậy cậu đỏ mặt làm gì chứ? Ai đỏ mặt chứ? Adem, cậu nói dẫn mình đi xem qua mà. Đi thôi, đi thôi. Thôi mà, có gì đâu mà xem. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cũng đâu phải cậu mới tới lần đầu đâu. Lý Trách à, cậu định khi nào thì dương bườm con thuyền tình yêu với cô Thiện đây hả? Còn chưa sao bác tự nữa mà. Thiệt là. Nè, nhưng mà tôi có một cảm giác, tôi với cô Thiện hình như đã từng quen nhau. Người anh em, cậu phải tin rằng ở trên đời này mọi cuộc gặp gỡ đều là lâu ngày gặp lại. Hèn gì hai người tiến triển nhanh tới như vậy. Chỗ ở thoải mái như vậy, mình cũng muốn tìm một anh chàng để yêu đương quá đi. Thì yêu đi, mình thấy bác sĩ Lý tốt mà. Anh ta hả? Anh ta thì thôi đi, tim mình rất là yếu mềm, không chịu nổi miệng lưỡi sắc bén của anh ta đâu. Đúng là bác sĩ Lý có hơi độc miệng một chút, nhưng cũng thấu hiểu lòng người lắm đó chứ. Vậy cậu có biết trước đây anh ta... thôi đi, nói ra toàn là nước mắt thôi. Trước đây gì vậy? Trước đây, lúc gặp lần đầu. Hôm nay bạn tới chơi, tôi rất là vui. Cho nên là bữa tối nay sẽ do Lý Trách làm. Nè lô chết cái kiểu gì vậy trời? Chứ không lẽ là cậu không muốn trước mặt cô Thiện thể hiện hình ảnh người đàn ông ấm áp đảm đang hay sao? Cô Điền à, hôm nay các cô có lộc ăn rồi đó. Cô Thiện à, cô bị sao vậy? Tôi đang kiểm soát cân nặng đó. Cô ói để giảm cân hả? Làm vậy sẽ dẫn đến viêm dạ dày, tổn thương niêm mạc thực quản đó. Ban ngày không hiểu lòng đêm tối đâu. Người gầy không hiểu lòng người mập. So với sợ bệnh, tôi còn sợ mập hơn. Người bạn hồi trước của tôi cũng từng nói câu giống vậy. Nhưng cậu ấy là tại người dễ mập, lại tham ăn nữa. Cô đã gầy vậy rồi, không cần dùng cách đó để giảm cân đâu. Mập thì đã sao chứ, thích ăn là sai sao? Chuyện từ thời cấp 2 rồi, anh nhắc tới nhắc lui hoài vậy. Cô, sao cô biết là chuyện hồi cấp 2 chứ? Không phải anh nói sao? Tôi rất chắc chắn là tôi chưa từng nói chuyện đó. Cậu ấy họ Thiện, cô cũng họ Thiện. Không lẽ cô là Thiện Đại Tráng hả? Đúng là cô sao? Vậy mà tôi nhận không ra luôn. Sao cô không nói sớm cho tôi biết chứ? Đúng, tôi chính là Thiện Đại Tráng. Là Đại Tráng bị anh gọi là mập đây nè. Tôi đổi tên rồi. Tôi không muốn người khác biết được quá khứ của tôi đâu. Vậy mà anh nhắc đi nhắc lại hoài luôn đó. Tôi xin lỗi. Tôi đã nợ cô một lời xin lỗi rất nhiều năm rồi. Chẳng trách ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã ghét tôi. Tôi đảm bảo là bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ chăm lo,
cho cơ thể của cô. Anh nói bậy gì vậy hả? Ai cần anh phụ trách chứ? Không phải. Ý tôi không phải là vậy đâu. Ý tôi là cơ thể của cô sẽ là của tôi. Tôi không phải luôn. Ý của tôi là cô đừng dùng cách như vậy để giảm cân nữa. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ thiết lập cho cô một kế hoạch giảm cân lành mạnh, giúp cô vừa có thể thưởng thức món ngon, vừa có thể giữ gìn vóc dáng. Để tôi suy nghĩ đã. Yes. Chú Giang à, cuộc họp đề án đồ chơi mới ngày mai con phải lùi lại nửa tiếng mới tham gia được. Series thú cưng có vấn đề rồi. Chú đã nghe nói rồi. Chú tới chính là vì chuyện này. Ban quản trị quyết định ngày mai sẽ mở cuộc họp khẩn và truy cứu trách nhiệm với người phụ trách liên quan. Trong cuộc họp con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải giải quyết nguy cơ. Hy Chiếu à, nhà cung cấp vật liệu đồ chơi không phải là do con quyết định. Và lúc này con không cần thiết phải đứng ra. Ngày mai con tùy cơ ứng biến là được. Nhìn xa một chút, chỉ khi địa vị của con vững chắc mới là sự lựa chọn tốt nhất cho Thiên Thánh. Sau khi xong việc, chú sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con và Tiện Tiện. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Dạ con biết rồi. Chú Giang, tin chú đi. Con sẽ là con trẻ tương lai của chú. Chú không giúp con thì giúp ai đây? Cái gì? Lén đổi vật liệu? Chứng cứ xác thực chưa? Được, tôi biết rồi. Anh đi mà. Anh muốn thú nhận với một chuyện. Anh giả bộ từ chức tổng giám đốc là để thử Văn Chí Tài. Thử sếp Văn sao? Tại sao chứ? Người làm anh bị thương lúc trước chính là Kelvin. Mà Kelvin vẫn luôn liên lạc với Văn Chí Tài. Giám đốc thiết kế Kelvin đó sao? Ừ. Toàn bộ trạng thái lúc trước của anh đều là cho họ lơ là cảnh giác. Mà đúng là anh cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian ở bên cạnh em. Vậy anh có thể nói với em mà. Anh không muốn em lo lắng suy nghĩ về chuyện này. Chuyện công việc cứ để anh giải quyết cho. Adim à, em không giận anh chứ? Không đâu. Nhưng mà anh phải hứa với em, sau này dù có gặp chuyện gì đi nữa cũng phải cho em đối mặt cùng với anh. Nhưng mà bây giờ đã tới lúc chúng ta phải trở về rồi. Đoàn sụt giảm 2 ngày liên tiếp, xin hỏi phó tổng liệu có phương án giải quyết nào không? Chuyện này xảy ra đột ngột, cho nên phòng kinh doanh đã ngay lập tức thu hồi những sản phẩm bị lỗi trên thị trường rồi. Thu hồi thì có ích gì? Vì lô đồ chơi này có vấn đề, mà Thiên Thánh chúng ta đã bị công chúng nghi ngờ. Tôi nói một câu công bằng vậy. Dây chuyền sản xuất đồ chơi nghệ thuật trước giờ do sếp Liễu phụ trách. Phó tổng giám đốc vừa mới thay thế đã có thể khống chế tình hình trong thời gian ngắn như vậy đã không dễ dàng gì rồi. Nếu đổi người lãnh đạo khác gánh vác trách nhiệm, bầu chọn một lần nữa, có lẽ công chúng sẽ đặt niềm tin vào Thiên Thánh. Không biết ý các vị như thế nào? Tổng giám đốc không có đây, mối nguy của tập đoàn chưa được giải quyết. Cổ đông chăng lại ngang nhiên lôi kéo, không phải là quá hấp tấp rồi hay sao? Sếp Liễu à, không phải cậu nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe sao? Sao bỗng dưng lại đến đây vậy? Tập đoàn nguy cơ quan trọng hơn cá nhân tôi. Lúc này trên dưới tập đoàn nên đồng tâm hợp lực vượt qua khó khăn. Tôi nhất định điều tra rõ sự thật, không để cho bất kỳ ai vì tư lợi của bản thân bất chấp danh tiếng của tập đoàn. Tiện Tiện là Tiện Tiện, cổ đông Văn là cổ đông Văn. Anh hy vọng em phân biệt rõ ràng giữa tình cảm và công việc của mình. Anh à, bây giờ anh không những can thiệp vào công việc của em mà còn can thiệp chuyện tình cảm của em sao? Anh chỉ hy vọng là em có thể giống như là trước đây, giữ được sự bình tĩnh và khách quan để phân tích mọi chuyện. Lúc trước thì ra anh luôn mong em chỉ là một phó tổng giám đốc nhàn rỗi dưới cánh của anh. Cái gọi là rèn luyện trước đây chỉ là sự giải nhân giải nghĩa của anh thôi. Em suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng khiến chú và Tiện Tiện thất vọng. Bọn chú là hậu phương của con.
Con biết rồi, chú Văn. Con may một bộ đồ vest mới đi, chuẩn bị cho lễ nhậm chức tổng giám đốc. 3 ngày nữa. Sếp văn phòng tổng giám đốc. Tuy lô đồ chơi nghệ thuật đầu tiên của chúng ta chỉ bán ra được ở thành phố này, nhưng do rất nhiều người tiêu dùng không để lại dữ liệu, nên muốn thu hồi lại hết trong thời gian ngắn thì khá khó khăn. Điều này có nghĩa là những sự kiện tiếp theo có thể tiếp tục gây xôn xao. Bây giờ không chỉ là vấn đề thu hồi sản phẩm, bồi thường cho người tiêu dùng như thế nào, cứu vãn danh tiếng cho tập đoàn Thiên Thánh mới là chuyện cấp bách. Phó tổng Liễu, anh ấy đã đến thăm hỏi người tiêu dùng, cũng đã đưa ra mức bồi thường và phí thuốc men hợp lý rồi. Chuyện này Chiếu Chiếu làm rất là tốt, nhưng mà như vậy vẫn quá bình thường. Để tôi suy nghĩ thêm. Dạ được. Anh xin lỗi nha, hôm nay làm việc lâu quá, lạnh nhạt với em rồi. Em đâu phải là trẻ con đâu. Nhưng mà anh đó, anh chưa ăn cơm có đúng không? Hy Lai nè, có phải anh đã có kế hoạch rồi không? Anh vẫn chưa nghĩ ra được cách gì có thể nhanh chóng thu hồi sản phẩm lỗi và lấy lại niềm tin của người tiêu dùng. Đúng vậy, một khi đã đánh mất niềm tin, muốn khôi phục lại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra là những cách thông thường chắc chắn là không được rồi, chỉ đành mở một con đường mới thôi. Được rồi, đi, em dẫn anh đi đổi gió, giải tỏa áp lực. Bây giờ sao? Đây là cách giải tỏa áp lực mà em nói đó hả? Đúng rồi. Sao hả? Anh đừng coi thường mấy trò chơi này nha. Đây là pháp bảo độc nhất vô nhị của em, dùng để giải tỏa cảm xúc đó. Có muốn đấu một trận hay không? Đấu thì đấu. Anh nói cho em biết anh chính là thành viên VVVVIP của câu lạc bộ bắn súng đó. Wow. Em muốn cái nào? Chọn thoải mái đi. Em muốn con gấu này. Được rồi. Hy Lai, anh nhẹ tay thôi, đừng đập vỡ màn hình đó. Adi, em lặp lại lời em mới vừa nói đi được không? Em nói là anh nhẹ tay thôi, coi chừng đập vỡ màn hình. Anh nghĩ ra rồi. Anh nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề rồi. Em đúng là tiểu điền điềm của anh mà. Bây giờ tiến hành bước đầu tiên, thu hồi sản phẩm bị lỗi. Trợ lý Đường, báo cáo với phòng phát triển kinh doanh, liên hệ với tất cả những nhà tài trợ từng muốn hợp tác cùng với chúng ta, cùng làm sản phẩm rút thăm trúng thưởng. Tôi phụ trách tạo đề tài nóng, sau đó mọi người cùng nhau mở rộng liên kết quảng cáo. Ngoài ra, dữ liệu lớn của cậu đến lúc phát huy tác dụng rồi. Theo như dữ liệu khách hàng để lại, liệt kê ra danh sách sở thích của họ, chuẩn bị những phần quà phù hợp với họ. Tôi giỏi nhất là mảng dữ liệu này, nhưng chúng ta phải liên kết quảng cáo như thế nào để tạo ra đề tài nóng đây? Đập trứng vàng. Chào mọi người, tôi là tổng giám đốc Liễu Hy Lai của tập đoàn Thiên Thánh. Nè, mau tới coi đi, sếp tổng bệnh tật nhà cậu lại gây chuyện rồi. Công ty của chúng tôi quyết định dùng cách đập trứng vàng đổi thưởng để thu hồi sản phẩm lỗi, bồi thường cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng có thể đem sản phẩm lỗi đã mua đến dưới tòa nhà công ty của tôi đập trứng vàng nhận quà bất ngờ. Liễu Hy Lai tôi trịnh trọng cam kết những sản phẩm lỗi được thu hồi bằng cách đập trứng vàng lần này, tôi sẽ livestream để tiêu hủy trước mặt tất cả mọi người. Cho nên chỉ cần bạn dám đập, tôi cũng sẽ dám tặng. Tập đoàn Thiên Thánh, nếu đã chơi là chơi tới cùng. Hiện giờ tôi đang ở hiện trường thu hồi sản phẩm lỗi của tập đoàn Thiên Thánh. Từ bầu không khí nóng bỏng tại đây, chúng ta có thể cảm nhận được quyết tâm thu hồi sản phẩm lỗi của tập đoàn Thiên Thánh. Đây là mẫu ẩn của series thú cưng, lúc trước tôi xếp hàng mua mà không được đó. Không hổ là doanh nghiệp có trách nhiệm, có lương tâm. Gặp phải vấn đề không che giấu, không trốn tránh, dám chịu trách nhiệm. Bây giờ chúng ta vào xem hiện trường nha. Các vị, chắc mọi người đều biết điều này có ý nghĩa là gì. Tôi sẽ dùng cách livestream, không phí một chút sức lực, đã thu hồi được đồ chơi lỗi, vừa khôi phục được danh tiếng của tập đoàn,
còn giảm thiểu chi phí quảng cáo khổng lồ cho sản phẩm mới. Mọi người có thể tính thử xem. Việc tăng doanh số bằng tin tức tiêu cực như vậy thật sự sẽ lâu dài sao? Nếu như những số liệu thực tế này vẫn không thể giải đáp thắc mắc của các vị cổ đông, vậy thì chi bằng các vị đi cầu thần bái Phật đi, đi hỏi xem số mệnh của tập đoàn Thiên Thánh có dài lâu được hay không. Sếp Liễu à, cậu đang nói cái gì vậy? Khi xảy ra nguy cơ, các vị không nghĩ xem cùng nắm tay vượt khó khăn như thế nào, mà chỉ biết đấu đá đổ lỗi cho nhau và nghĩ cho lợi ích của chính mình. Đã có biết bao doanh nghiệp lớn vì vậy mà trì trệ không tiến nổi. Tôi hỏi các vị một câu, mối nguy lần này là do ai đảo ngược tình thế, chuyển thua thành thắng? Là các vị sao? Việc tăng doanh số bằng tin tức tiêu cực như vậy thật sự là sẽ lâu dài hay sao? Có phải vậy không? Dù như thế nào đi nữa, danh tiếng của Thiên Thánh cũng bị tổn hại vì cậu không quản lý tốt. Đây là sự thật. Như vậy đi, chúng ta bỏ phiếu để quyết định sếp Liễu đi hay là ở đi. Được thôi, tôi cũng có ý như vậy. Liễu Hy Lai, Liễu Hy Chiếu, Liễu Hy Chiếu, Liễu Hy Lai, Liễu Hy Lai, Liễu Hy Chiếu, Liễu Hy Lai. 4 phiếu. Liễu Hy Chiếu, 4 phiếu. Liễu Hy Lai, 5 phiếu. Bỏ phiếu kết thúc. CEO nhiệm kỳ tiếp theo của tập đoàn Thiên Thánh vẫn là Liễu Hy Lai, sếp Liễu. Thì ra hai cậu đã sớm thông đồng với nhau à. Hy Chiếu à, chú đang cố gắng giúp con, nhưng con phải cố gắng nắm bắt cơ hội. Chỉ có con lên làm tổng giám đốc, chú mới có thể yên tâm giao con gái cho con. Tôi chỉ muốn hẹn hò đàng hoàng với tiện tiện thôi mà, sao có như liên hôn chính trị vậy? Anh, ngày nào sếp Giang cũng tẩy não em, nói em phải lên làm tổng giám đốc mới có thể cưới tiện tiện. Em không muốn chút nào. Yên tâm đi, anh có một cách. Em cứ làm theo lời của anh nói. Con xin lỗi chú Văn, tiện tiện là con gái của chú, nhưng không phải là quân cờ kiếm lợi của chú. Tuy con không phục anh ấy, nhưng không có nghĩa là sẽ phải đạp anh ấy để trèo lên. Cổ đông Văn, từ sau khi tôi nhậm chức thì chú đã không ngừng lén giở trò. Cho dù là họp báo series thú cưng hay là hàng đặt trước Sơn Hải Kinh, thậm chí chuyện tôi bị đánh lén ở làng du lịch. Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Điều tôi muốn nói là trước giờ tôi chưa bao giờ nói ra những chuyện này, bởi vì tôi còn tôn trọng chú là kỳ cựu của công ty, là ba của tiện tiện, là ba vợ tương lai của Chiếu Chiếu. Cho nên chú nghĩ kỹ đi, tiếp tục đấu đá khiến công ty rơi vào nguy cơ để đối thủ có cơ hội lấn nước, hay là nhường một bước sống đời an nhàn. Cậu, Chiếu Chiếu, em đã trưởng thành, có thể độc lập một mình rồi. Chú cũng không cần lo cho em nữa. Ba em mà lo cho em hả? Em tưởng ông ấy chỉ biết la mắng em chứ. Cha mẹ thương con là thương theo kế đường dài. Anh ngưng đi, đừng giảng đạo nữa. Mà anh à, chức CEO không phải là cho người làm. Mỗi ngày dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn cả chó, còn không bằng cả nhân viên bình thường nữa. Em có thể đổi cách nói khác được hay không? Được. Anh là vất vả nhất. Làm phiền anh sau này chăm chỉ làm sếp tổng của anh đi. Như vậy thì em có thể yên tâm làm rùa vàng hồ ước nguyện của em rồi. Không thể không nói, rùa vàng. Cảm ơn em đã tin tưởng anh.
đã lên tiếng nhờ anh giúp đỡ. Tất cả chuyện em làm đều là vì Tiện Tiện hết. Từ sau khi em hẹn hò với Tiện Tiện, em đã hiểu ra một điều: cái gì là trách nhiệm của người đàn ông? Đó là không khiến người phụ nữ phải buồn lòng. Em không muốn sau này cô ấy phải khó xử vì em, lại càng không muốn cô ấy đau lòng khi thấy chuyện này không thể cứu vãn được. Em nghĩ bây giờ là kết quả cô ấy có thể chấp nhận nhất. Chúc mừng em từ cậu nhóc trở thành người đàn ông trưởng thành. Cũng chúc mừng em sau này lại có thể sống cuộc sống thoải mái rồi. Chú Liễu, chú khuyên ba con giùm đi, con đi pha trà cho chú. Sao hả? Đến xem trò cười của tôi à? Tôi tới để thăm anh, sẵn tiện đến cười luôn. Ông à, được. Bây giờ tôi đã thành như vậy rồi, nhà họ Liễu các người vẫn chưa chịu tha cho tôi sao? Được rồi đó, từng chuyện từ trước giờ có chuyện nào là đổ quan cho ông đâu. Sở dĩ Hy Lai không vạch trần mấy chuyện này trong cuộc họp cổ đông chính là muốn chừa đường lui cho ông, để ông về hưu trong danh dự. Tôi, nó thật sự chỉ muốn tôi nghỉ hưu chứ hả? Không thì sao, điều tôi muốn nói là về sự nghiệp chúng ta cũng đã già rồi, nên nghỉ ngơi rồi, cứ để đó cho bọn trẻ phấn đấu đi. Ông có hai đứa con ngoan thì nói dễ nghe rồi. Nè, con gái mới là đứa con thật sự chăm sóc chu đáo. Nhưng mà con gái của ông cũng sắp trở thành con gái của tôi rồi. Cái gì mà con gái của ông chứ? Là con gái của tôi. Con xem kìa, đã già đầu vậy rồi, nè, tính nết vẫn xấu như vậy. Dạ mời chú Liễu. Trà ngon. Ngon chứ hả? Rót cho chú ly nữa đi. Mặc dù em đã biết toàn bộ kế hoạch của anh, nhưng khi nhìn thấy anh chuẩn bị kỹ càng và từng bước một hoàn thành, em càng bái phục anh hơn. Bạn trai của em giỏi lắm. Adim à, nếu không có linh cảm em đem tới cho anh cũng không nghĩ ra được ý tưởng đập trứng vàng này. Là anh tài giỏi thôi, luôn có thể tìm thấy được kế sách chiến thắng bất ngờ. Vậy bây giờ em còn cảm thấy anh có suy nghĩ kỳ lạ là chuyện xấu nữa không? Em quen rồi. Trước đây em cảm thấy gặp được anh là thử thách mà ông trời dành cho em. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cảm thấy gặp được anh là món quà mà số phận tặng cho em. Ăn miếng sườn chua ngọt này rồi, tôi phải chạy thêm 1 giờ nữa đó. Cô yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, sau này thói quen ăn uống của cô nè, chế độ dinh dưỡng và kế hoạch giảm cân của cô đều do tôi phụ trách hết. Không phải nói suông đâu nha, mà là lời hứa với cô đó. Anh còn là lý chết độc mồm độc miệng hay vô tình làm tổn thương người ta mà tôi biết năm xưa không vậy? Hồi đó bộ tôi tệ dữ vậy sao? Nhưng mà đại tráng hồi đó cũng rất là tệ, nhạy cảm, tự ti nên mới vô cùng để ý tới cái nhìn của người khác đó. Hay là vậy đi, chúng ta thay đổi thân phận để làm quen lại. Xin chào, tôi là Lý Hoài, một chàng trai ấm áp để không làm tổn thương người mình thích, đang tập cách ăn nói và có dự định dùng kiến thức về chế độ ăn lành mạnh bảo vệ cô ấy. Chào anh, tôi là Thiện Rose, một cô gái xinh đẹp không vì đánh giá của người khác mà thay đổi bản thân. Muốn thay đổi cũng sẽ vì bản thân mà thay đổi thôi. Cô Thiện Rose, anh Lý Hoài, làm quen lại từ đầu. Xin chỉ bảo nhiều hơn. Không vui gì hết, anh giỏi quá ha, tới em cũng dám giấu hả? Vì sợ em không giữ kín được nên mới không cho em biết thôi. Thời gian qua thiệt thòi cho em rồi, công chúa không não của anh. Vốn dĩ không có dây chuyền kim cương là không dỗ được em đâu, nhưng em biết mọi thứ anh làm là đều vì em, anh mới là người chịu thiệt thòi nhất. Chiêu chiếu à, cảm ơn những gì anh đã làm vì em. Cảm ơn anh đã khiến em cảm thấy em không chọn làm người.
Là người chỉ biết yêu đương, em lại càng thấy thích anh hơn rồi. Phải làm sao đây? Anh thở dài cái gì? Anh không bỏ được em đâu. Trước khi gặp được em... Ê, chờ chút đã. Tôi cảm thấy cách cậu tàn nhẫn như vậy quá là bình thường, không phù hợp với hình tượng độc tài của cậu. Rose, hả? Cô thấy sao? Sếp Liễu à, lần đầu anh gặp Adem nhà tôi trong tình cảnh thế nào vậy hả? Chúng ta tái hiện lại cảnh đó. Tai nạn xe. Ý tôi là lần đầu sau khi trưởng thành kìa. Nhưng là tổng giám đốc mà lại dung túng cho cấp dưới đạo nhái, công ty sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi. Lần đầu sau khi trưởng thành thì hình như cũng cũng cãi nhau nhiều hơn êm đềm. Sếp Liễu à, anh với Adem lần đầu hôn nhau là lúc nào vậy hả? Nếu như nói đến lần hôn nhau thật lòng, có lẽ là bệnh tình lần này của anh khá là nghiêm trọng. Chỉ hôn trán thì không có đủ lực. Cái gì mà không đủ lực chứ? Lần đó thì cũng rất là ngọt ngào. Nhưng mà nụ hôn đó là tôi gạt mới có được. Sếp Liễu à, anh và Adem nhà tôi không có khoảnh khắc lãng mạn nào hay sao? Rô à, trời đang nóng mà cậu kéo mình ra đây làm gì vậy? Rốt cuộc là bất ngờ gì chứ? Adem à, cho dù sau này cậu ở nhà ai, nhà của chị em mãi mãi là nhà của cậu. Điền Điền mà, tôi giao cựu nam thần của mình lại cho cô đó, cố lên. Cô Điền à, đàn ông của tôi vẫn đẹp nhất, vẫn là trách nhạy quyến rũ nhất đó. Tay phải với tay trái của mình vẫn là hợp nhau nhất. Adem à, nhờ vào sự xuất hiện của em
đã phá vỡ bức tường giữa anh và màu đỏ, khiến anh không hề sợ hãi đối mặt với cả thế giới này. Cũng nhờ có em, anh mới biết được tình yêu là vừa ủng hộ ước mơ của người yêu, vừa trở thành sức mạnh của người đó. Em đồng ý lấy người bạn trai kỳ cục này để anh ta trở thành kỳ tích trong đời của em không? Hy Lai, anh chính là kỳ tích của em rồi. Anh đã vượt qua đường thẳng song song và cả chuỗi thức ăn để đi đến trước mặt em, khiến em hiểu rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì dù có xa cách cả vũ trụ, cuối cùng cũng có thể gắn bó bên nhau. Em bằng lòng bước vào thế giới kỳ cục của anh, cùng anh chìm trong sự lạ lùng của tình yêu. Xếp liễu của tôi cuối cùng cũng hạ phàm rồi. Lên nhạc. You always.